Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục vào bếp và chia sẻ đến với các bạn món ăn sáng vô cùng đơn giản, bình dị mà giàu dinh dưỡng, đủ năng lượng cho ngày mới làm việc thật nhiều hiệu quả. Đây là món bún nước Bình Định, một đặc sản của người miền Trung. Nhưng mà do là gia đình của mình là người miền Nam, vì vậy cho nên là trong quá trình mà mình nấu á, mình sẽ biến tấu lại một chút cho phù hợp với khẩu vị ăn của gia đình của mình. Nếu mà bạn nào biết rồi thì các bạn xem tham khảo cho vui, cũng như là ủng hộ kênh. Còn bạn nào chưa biết và cảm thấy video này hay, món ăn này ngon thì các bạn hãy vào bếp và thực hiện nấu món này cho gia đình của mình thưởng thức nha. Rồi để làm được món này thì ở đây mình có chuẩn bị những cái nguyên liệu như sau: 500g thịt bò, mình ưu tiên mình chọn thịt nạc thăn, nó sẽ mềm ngon. 1kg tôm, tôm sau khi mua về thì mình sẽ loại bỏ chỉ đen trên sống lưng tôm và mình rửa sạch qua với muối. Đầu tôm thì mình sẽ để lại, mình tận dụng để mình nấu nước dùng. Rồi mình sẽ nấu nước dùng với xương heo. Ở đây là 700g xương heo. Tất cả những nguyên liệu này mình đã làm sạch. Và ở đây là củ cải trắng là 600g và một trái bắp Mỹ hay còn gọi là bắp ngọt, một củ hành tây, ớt và ngò rí, hành lá, cũng như một số gia vị nêm nếm cần thiết khác. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện món bún nước Bình Định này luôn nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị một nồi nước để mình đi trụng xương heo. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh muối và 2 muỗng canh rượu trắng. Nước bắt đầu sủi tăm thì mình sẽ cho xương heo vào mình trụng. Mình trụng trong khoảng thời gian là 3 phút. Đây rất là nhiều bọt dơ luôn nè các bạn. Hết 3 phút, bây giờ mình sẽ vớt xương heo ra, mình rửa xả qua với nước cho nó sạch, loại bỏ những cái bọt dơ bám ở trên xương heo nha. Tiếp đến mình sẽ chuẩn bị một nồi nước. Mình dùng ở đây là 5 lít nước. Mình chuẩn bị đi nấu nước dùng. Mình sẽ cho hết xương heo vào, củ cải trắng, bắp ngọt và hành tây. Cuối cùng là đầu tôm, để mình tận dụng mình lấy nước ngọt. Đối với cái món bún nước Bình Định này, hoàn toàn lấy nước ngọt từ việc hầm xương cũng như là rau củ. Mình hoàn toàn là không có nêm nếm bất cứ gia vị nào vào đây hết. Mình để mức lửa trung bình. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị thịt bò. Thịt bò thì mình sẽ sắc lát mỏng, càng mỏng càng tốt nha các bạn. Mình cho thịt bò vào tô. Bây giờ mình sẽ đi ướp một chút xíu gia vị cho thịt bò. Cho vào đây một muỗng cà phê đường. Do là mình là người miền Nam vì vậy cho nên là mình sẽ cho thêm đường. Các bạn là người miền Trung thì các bạn không cần cho đường nha. Và mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình trộn đều. Mình để yên một bên để cho thịt bò có thời gian ngấm gia vị. Đối với món bún nước Bình Định này, phần muối chấm quyết định đến 70% độ ngon của món ăn. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị muối chấm. Mình cho vào đây 2 chiếc ớt sừng. Do là nhà của mình không có ăn cay được đó, cho nên là mình dùng ớt sừng, nó chỉ hơi cay the the thôi. Nhà của các bạn ăn cay giỏi hơn thì các bạn thay thế bằng ớt hiểm nha. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây 5 muỗng canh muối hột. Mình dùng muối hạt như thế này thì nó sẽ có cái độ mặn, mà mặn vừa, nó không có mặn quá. Rồi bây giờ thì mình sẽ giã cho cái hỗn hợp muối ớt của mình. Nó thật là nhuyễn luôn. Mình giã được một lúc thì mình sẽ cho vào đây thêm một muỗng cà phê đường. Mình lại tiếp tục mình giã. Rồi bây giờ thì cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê bột ngọt. Rồi rất là nhanh luôn. Như vậy là mình đã chuẩn bị xong
chén muối ớt để mà mình ăn kèm với món bún của mình ngày hôm nay. Tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị chả tôm. Chả tôm muốn dai, có độ giòn sừng sực, ngon thì các bạn cần chọn tôm cho thật là tươi, mới. Bây giờ thì mình sẽ giã bằng chày nha. Mình giã đến khi mình thấy là tôm nó có cái độ dẻo và hơi nặng tay. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm gia vị vào đây. Nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình lại tiếp tục giã thêm khoảng 2 phút nữa. Đối với cái món bún nước này thì gia đình của mình thích nhất là cái phần chả tôm. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với nồi nước dùng của mình. Mình hầm đã được 40 phút rồi. Những cái chất ngọt từ xương heo cũng như là rau củ cũng đã ra hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt cái phần hành tây ra. Rồi mình cũng sẽ vớt cả đầu tôm và xương heo ra luôn nha các bạn. Mình chỉ để lại củ cải trắng và bắp ngọt để cho cái nước dùng của mình tiếp tục tiết ra nước ngọt trong quá trình mà mình ăn bún nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị chén muối ớt để mà mình ăn kèm với món bún nước ngày hôm nay. Đây là chén muối ớt mình đã chuẩn bị trước đó. Khi ăn thì mình sẽ cho ra một cái chén nhỏ. Mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ lấy ra bấy nhiêu. Sau đó mình sẽ cho vào đây nước cốt tắc, độ chua là tùy thích nha. Rồi đây là thịt bò, bây giờ mình sẽ cho vào một cái rây như thế này, mình sẽ đi trụng thịt bò. Các bạn có thể là trụng tái, hoặc là nếu mà các bạn không thích ăn tái giống như của mình thì các bạn có thể là trụng cho chín kỹ. Rồi chả tôm thì mình cũng sẽ cho vào một cái rây như thế này, mình dàn đều ra. Sau đó mình cũng sẽ trụng trực tiếp vào nồi nước dùng đang nấu rất là nóng. Giờ thì mình chỉ việc chan nước dùng vào thôi các bạn. Nước dùng này hoàn toàn là không có nêm nếm bất cứ gia vị nào hết. Dùng nước ngọt tự nhiên từ xương heo và rau củ. Và đối với món này, đặc biệt là khi ăn mình sẽ cho rất là nhiều ngò rí và hành lá sắc nhuyễn. Rồi mình sẽ cho một ít tiêu xay vào đây. Nếu thích mình có thể là làm thêm một cái chén trứng. Ở đây là mình có một trứng gà ta, bây giờ mình sẽ cho vào chén. Rồi mình sẽ cho nước dùng đang nóng vào đây. Cho thêm một ít ngò rí, hành lá, tiêu xay. Khi ăn thì mình sẽ cho một ít muối ớt vào trong tô. Sau đó trộn đều và thưởng thức. Đây là một món ăn sáng vô cùng đơn sơ, mộc mạc, nhưng mà đầy ắp tôm thịt như thế này, nóng hổi, thơm ngon, lại đầy đủ dinh dưỡng nữa các bạn. Các bạn hãy thử vào bếp và thực hiện món ăn này dành cho những người thân trong gia đình của mình thưởng thức nha. Khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được trọn vẹn hương vị của món này. Phần thịt thì tươi ngọt, chắc. Tôm thì ngọt, có cái độ dai, giòn giòn, sừng sực, rất là ngon, tươi mới. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công cũng như là sẽ có thêm một món bún thật ngon. Nếu các bạn cảm thấy hài lòng và ưng ý về video của mình ngày hôm nay về món ăn này thì các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là ủng hộ mình, động viên mình có thể tiếp tục cho ra nhiều video hay hơn, nhiều món ăn ngon đơn giản hơn vào những clip sắp tới. Bây giờ thì video của mình đến đây là kết thúc. Mình xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!